hôm nay ta sẽ đến với lại phương pháp lượng giác hóa. Ta sẽ sử dụng nó trong việc xử lý giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của biểu thức chứa module số vức. Hỏi trước hết chúng ta có cái giả thiết bài toán module của z trừ 3y cộng với lại 4 bằng 1. Rồi các bạn nhớ cho mình đầu tiên chúng ta sẽ đặt đó là z bằng a cộng b, a với b thuộc r. Rồi chúng ta sẽ thay vào bên trên, ta sẽ ra được nó là module của a cộng 4, ta lấy phần thực ra ngoài, nó cộng với lại b trừ 3y, đây là phần ảo, đây và module này bằng 1. Rồi vậy thì chúng ta sẽ dùng định nghĩa của module để suy ra được đó là a cộng 4 tất cả bình cộng với lại b trừ 3 tất cả bình phương, và cái này bằng một bình và nó bằng 1. Giờ chúng ta có thể sử dụng được cái dữ kiện này. Rồi nếu như lượng bên đây mình đặt một cái bình phương gì đó đi, là a bình phương, chúng ta sẽ đặt lượng đầu đó là bằng a cos phi. Ok, rồi thì lượng sau sẽ là a sin phi. Đây, vì khi mà chúng ta lấy lượng đầu bình phương cộng lượng sau bình phương thì nó sẽ ra a bình. Rồi ở trường hợp này thì a bằng 1, ta sẽ chọn lượng đầu là bằng cos phi, hoặc lượng sau đây sẽ là sin phi. Rồi thì chúng ta có là a cộng 4 chính là bằng cos phi và b trừ 3 chính là bằng sin phi. Vậy ta sẽ suy ra được điều gì? Đó là a sẽ bằng cos phi trừ 4 và b bằng sin phi cộng 3. Rồi sau khi chúng ta có được a và b, vậy ta sẽ suy ra được đó là z sẽ là bằng a là cos phi trừ 4 cộng với lại bi là sin phi cộng 3. Rồi nhân cho y là số phụ z. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thế cái này vào biểu thức module của z bình cộng 7 trừ 24y, bấm vào Casio. Ở trên ta chuyển nó sang dạng số vức menu 2, và sau đó chúng ta sẽ cho x là cái góc phi là biến chạy x bằng x cộng 5. Rồi sau đó ta sẽ bấm dấu hai chấm, chúng ta cắt biệt nó ra. Rồi bây giờ lượng đằng sau đó chính là module z bình, thì mình sẽ nhập cái này bình là bằng cos phi trừ 4 cộng sin phi cộng 3y bình. Đây là cos x trừ 4 cộng với lại sin x cộng 3 y, đây bình phương, cộng 7 trừ 24y. Rồi ta sẽ bấm phím can. Rồi nó hỏi bao nhiêu, ta sẽ chọn đến bằng 0. Rồi ta sẽ chạy để chúng ta nhìn được cái giá trị nhỏ nhất của biểu thức này. Rồi ta sẽ bấm phím bằng liên tục. Đây là 5 độ, thì ra 43. 43,55. 44. 44 nó cứ tăng lên. Đây, ta cứ bấm phím bằng liên tục. Đây, nó cứ tăng lên 50. Rồi như bạn thấy nó cứ tăng vậy. Thì chúng ta thấy được là giá trị nhỏ nhất của biểu thức này là lúc nãy là khoảng mình chọn không đổ đi chạy lại lên đầu là khoảng 43 phải mấy đúng không, 43. Đây, 43. Vậy thì đáp án chính xác ở đây đó là phương án B, tại vì 43 nằm trong khoảng từ 0 đến 1009.